xưa ngày xưa à, không ngày này ngày nay có một anh nông dân vô cùng độc ác. Ô hay, người ta thật thà chất phát mà lại bảo là độc ác à, trời ơi chị Google này. Ngày này ngày nay có một anh nông dân vô cùng thật thà và chất phát. Một hôm khi đã trồng lúa ở ngoài vườn xong xuôi, anh liền chạy vào nhà để nghỉ ngơi. Nhưng thật bất ngờ, trong nhà anh lại bị những tên người ngoài hành tinh đến xâm chiếm. Anh vẫn chưa biết chuyện nên đã chạy thẳng vào nhà và đã dính bẫy của bọn chúng. Sau đó anh bị dịch chuyển đến một thế giới khác, ở đó anh phải vượt qua hết các thử thách mới được về nhà. Hãy cùng đón xem anh ta vượt qua như thế nào nhé. Thank you.
khi đã vượt qua hết thử thách, anh lại trở về nhà và ngủ một giấc tới sáng hôm sau, và cũng kể từ đó anh vẫn duy trì sự thật thà chất phát của mình. Nói nhỏ nghe nè, thật ra là anh vẫn duy trì thói quen làm biếng của mình chứ chẳng thật thà chất phát gì mặt cười.